lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí, chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cân màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Go. Ok, thì hôm nay mình ở đây để chia sẻ cho anh em một thông tin khá là hay về những chiếc đồng hồ Garmin này. Thì theo như anh em đã biết, như là Hà Nội rồi, chúng mình thì đang giãn cách với chỉ thị 16 và 17 là không, chúng ta sẽ không ra khỏi nhà. Thì hôm ở nhà mình có đọc được một vài cái thông tin là những cái đồng hồ hoặc là những cái thiết bị mà hỗ trợ điều trị Covid-19 có một tính năng, đó chính là đo nồng độ oxy trong máu. Thế thì hôm nay mình có ở đây là những cái chiếc đồng hồ của Garmin. Thì những cái đồng hồ này của mình ấy thì cũng có về cái tính năng, đó chính là cái đo nồng độ oxy trong máu và cách đo nồng độ oxy trong máu trên những chiếc đồng hồ Garmin. Thì ok, một cái video này sẽ là video nhanh thôi, mong anh em sẽ ủng hộ mình nhé. Ok, thì như ở đây mình đang có một sản phẩm, đó chính là chiếc Venu 2S. Thì chiếc Venu này cũng có một tính năng, đó chính là cái cảm biến đo. Đây, các bạn nhìn thấy này, đây chính là FUX, có nghĩa là đo cái chỉ số nồng độ oxy trong máu. Khi mà các bạn vào đây thì nó sẽ có một cái bảng đo. Thì tuy nhiên để mà có tính năng này trên đồng hồ thì các bạn sẽ phải sử dụng đến cái app điện thoại. Thì ok, như ở trên app điện thoại như anh em nhìn thấy ấy, thì chúng ta sẽ phải vào cái phần 3 chấm này này. Các bạn nhìn thấy không, cái phần đó chính là phần phân tích sức khỏe. Các bạn nhìn vào đây, thì ở cái phần phân tích sức khỏe này thì tùy cái đồng hồ có tính năng FUX nhá, cũng nghĩa là cái tính năng mà đo nồng độ oxy trong máu ấy, thì mới có thể là sử dụng được. Như ở chiếc Venu 2S là có, hoặc là những cái chiếc như Garmin 945, 245 hay là những cái chiếc mà dòng 3 số, dòng cao cấp ấy, thì nó sẽ có. Các bạn hãy tìm hiểu kỹ về những cái sản phẩm mà có cái nồng độ đo oxy trong máu này, thì các bạn hãy đặt vào đây. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần là xem rằng là cái chỉ số FUX là bao nhiêu trong cả một ngày. Thì đây nó có 3, một ngày này, 7 ngày và trong vòng 1 tháng. Thì tuy nhiên thì hiện tại thì đồng hồ mình đang tháo rồi, vậy nên là nó không hiện chỉ số này lên đây. Tuy nhiên thì hôm nay mình có đo một lần vào lúc 10 rưỡi thì, như mọi người nhìn thấy ở dưới này này là 95%, thì có nghĩa là cái chỉ số SpO2 trung bình của mình vẫn là ok, mình vẫn đầy đủ. Đây các bạn có thể nhìn thấy là ở những cái mức màu cam đậm này, màu cam nhạt, màu xanh và màu xanh lá, thì đó thì các bạn có thể nhìn được cái là nhịp tim và nồng độ oxy trong máu khi mà các bạn đang thở, khi mà các bạn đang ngủ. Ok, và để thêm cái tính năng đó vào đồng hồ ấy, thực ra nó cũng sẽ dễ thôi. Thì các bạn hãy vào cái phần mà tên đồng hồ của các bạn này. Đó, các bạn hãy tìm xuống dưới và các bạn sẽ tìm đến cái phần đó chính là cái phần giao diện này này. Đó, thấy chưa? Rồi, cái phần ở cái phần giao diện này ấy, thì các bạn hãy chọn vào cái phần là xem nhanh. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái chọn tính năng này. Thì ví dụ ở đây thì mình đã thêm cái đo cái đấy vào rồi. Cũng mình đã áp vào hàng ở trên này rồi. Đây các bạn nhìn thấy này, cái FUX này rồi. Đây, mình đã thêm vào đây rồi. Đó, thì lúc mà chưa thêm ấy, thì nó sẽ có dấu cộng và các bạn chỉ cần thêm vào thôi. Đó, xong. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đồng hồ. Ở trên đồng hồ ấy thì các bạn hãy truy cập vào cái phần đó chính là cái phần xem nhanh. Thì ở trên những chiếc đồng hồ cảm ứng ấy thì chúng ta sẽ có phần là kéo xuống. Các bạn kéo xuống và chọn vào cái tìm đến cái phần FUX. Thì bây giờ thì mình sẽ để lên tay này. Đó, ok chưa? Và bây giờ thì mình sẽ ấn vào đây. Ok, thì ở đây là vào cái phần giao diện của cái đo rồi. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái chấm xanh xanh này, thì có nghĩa là cái chỉ số mà lần mình đo. Thì các bạn ấn đo thì các bạn ấn vào phần trái tim dưới này. Đó, thì nó sẽ đo. Tuy nhiên thì cái này thì các bạn nên ngồi im nhé, thì để đo. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có tất cả những khoảng thời gian mà các bạn đeo đồng hồ trên tay, nó ở mức SpO2 bao nhiêu, thì nó sẽ có một cái vạch thông báo ở dưới này. Và các bạn có thể theo dõi được cái vạch này kỹ hơn ở trên việc là các bạn xem trên app. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử là vuốt lên để xem nó đo hay không. Đó, các bạn thấy chưa? Hiện tại thì nồng độ oxy của mình đang chỉ có là 89% mà thôi. Và nhịp tim của mình nó rất cao bởi vì mình đang quay. Mà có thể như là mình cũng đang bị thiếu không khí, thiếu oxy hay sao ấy. Mình ở trong nhà cả ngày mà. Vậy nên là cái nồng độ của mình hiện tại đang là có 89% thôi. Thì các bạn hãy theo dõi cái chỉ số này và sẽ điều tiết lại cái kiểu sinh hoạt của chúng ta, làm sao để đảm bảo rằng là cái nồng độ oxy trong máu của chúng ta đảm bảo ở mức 97 cho đến 92%. Đó, và đây này, như mình đang có ở đây thì hiện tại nó đang báo một mức, đó chính là mức màu vàng rồi. Đó, có nghĩa là một cái mức mà đã bắt đầu xuống mức trung bình.
Đó, thì anh em có thể theo dõi ở đây. Ok, và đó chính là cách để chúng ta kiểm soát được cái phần đo nồng độ oxy trong máu cũng như là cách xem. Thì anh em có ý kiến gì thắc mắc về cách sử dụng của những chiếc đồng hồ Garmin thì hãy để lại bình luận phía dưới. Mình sẽ làm ở những video sau để chỉ cho anh em xem. Còn video của mình đến đây xin phép là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi từ đầu đến cuối nhá. Vậy thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.